Từ nay đến khi ngài A Dật Đa thành Phật, với chúng sinh trong sáu đường đều đặng được phát Đức Phật bằng ngài được tặng người ta rằng những chúng sinh mới chưa được giải thoát thành thức của nó không định như quân làm giữ từ cơ thành nghiệp báo lưu quán quân làm lành từ cơ thành quả báo lành làm lành cũng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sinh ra lăn mãi trong năm mười không công nào tặng làm nốt nên làm chứng nạn trải đến kiếp số nhớ như vi trần ví như có loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy thoạt hoặc lưới ra rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ lên đến những chúng sinh đó bởi trước ông cho đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn cứu tất cả chúng sinh chúng ta còn lo gì. Hai, Đinh Tử Đại Vương bạch hỏi khi Đức Phật dạy lời như thế xong trong pháp hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Đinh Phật. Đại Bồ Tát hiệu là Đinh Tử Đại Vương và cùng Đức Phật rằng với Đức Thế Tôn Tôn từ kiếp lâu xa ngày Đức Tạng Bồ Tát đã phát mời thượng nguyện rộng lớn gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần lợi khen như thế mong Đức Thế Tôn lược nói cho chúng con. Đức Phật bảo bốn ông Đức Phật bảo ngài Đinh Tử Đại Vương Bồ Tát rằng lắng nghe ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ba ông vua lúc lân cận vô lượng vô số la do tha bất cả thiết kiếp về tuổi trước có Đức Phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai ứng cúng tránh đến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sự điều ngụ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia từ ngày làm vua bốn nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua lúc lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh này nhằm nghĩa cho nhân dân trong lúc lân cận có phần nhiều tạo những việc ác hai vua cùng nhau bằng tính tìm những phương trước để giác dìu dân chúng mới một ông phát nguyện tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng mới làm ra đời được giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ được an vui chứng quả bồ đề và tôi nguyện chưa chịu thành Phật Đức Phật bảo ngài Đinh Tử Đại Vương Bồ Tát rằng ông vua phát nguyện xuống thành Phật đó chính là đức nhất thiết khi thành tựu Như Lai còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sinh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy bốn con mục kiến mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp có một vị Na Hán phước đức cứu độ chúng sinh nhân vì đường tự giáo hóa mọi người La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục là này sắm sửa đồ ăn cúng dường Na Hán tọa cúng dường hỏi làm muốn những gì Quang Mục thưa rằng này có ngày thân mẫu tôi khuất tôi làm việc phước thiện để người đó mặc kỳ vô thân mẫu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi phát sinh vào đường nào La Hán nghe lại cảm thương bèn nhập định quan sát thì thấy bà mẹ Quang Mục đọa vào chúng mục rất khổ sở lăng Na Hán lại có mục rằng thân mẫu của ngươi lúc sinh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chúng mục rất khổ sở như thế Quang Mục thưa rằng ngày còn sống thân mẫu tôi chịu ơn thịt nào cá chạy cần nhiều hay ăn cá con và chạy con hoặc chiên hoặc lấy tha hồ mà ăn cho thỏa mãn nếu từng một thứ cá chạy cần được ăn thời đến hơn nghìn muôn xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi La Hán xót thương bèn dạy phương trước là khuyên Quang Mục rằng ngươi phải đem lòng trí thành mà niệm thanh tịnh mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp thành tựu của Đức Phật thời kẻ còn của người mất đều được phước nội Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của họ tượng Phật mà thờ cúng nàng đem làm cung kính khóc than chiêm ngưỡng tượng Phật đem đó làm chiêm bao cái thân của Đức Phật sắp phẳng sóng gió linh hoạt núi tu di Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu của ngươi sẽ tác sinh vào trong nhà của ngươi khi vừa bữa đói lạnh thì liền biết nói sau đó được từ gái trong nhà sinh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lệnh để quả báo tôi là mẹ của người lúc đây ở chốn tối tăm từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào tại địa ngục vì tốt lực của người hôm nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa mà có phương thế gì mà tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói Quang Mục biết chắc là mẹ mình là nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết gây tạo những tội nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế đứa trẻ đọa rằng do hai nghiệp giết hại sinh vật và phơi chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ nếu không được phước đức của người cứu mạng cho tôi thì vẫn còn chưa được thoát khổ Quang Mục hỏi rằng những tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa trẻ đáp rằng những tội báo trong địa ngục nó ra càng bất nhẫn rồi đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được Quang Mục nghe xong than khóc rơi lệ và cùng giữ hư công rằng những thân mẫu tôi phải hẳn trốn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn trọng tội không còn đọa vào ác đạo nữa xin thư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát lời nguyện rộng lớn như vậy như thân mẫu tôi phải hẳn trốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái cùng kiếp không còn chọn những tội báo xấu đó nữa tôi đã trước tượng của đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay những đến tận cùng đời vị lai những chúng sinh nào mắc phải tội khổ thì tôi làm cho chúng nó được thoát khỏi trốn địa ngục ác đạo những kẻ mắc phải tội báo như thế thành những kẻ mắc phải tội báo như thế thoát khỏi trốn địa ngục mỗi tôi khỏi trốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái đó tôi đối trước tượng của đức phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay những đến tận cùng đời vị lai những chúng sinh nào mắc phải tội khổ nơi địa ngục ác đạo tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho chúng nó thoát khỏi trốn địa ngục súc sinh nạ quỷ những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi sau tôi mới thành bậc chánh giác Quang Mục phát nguyện đó xong rồi nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng này Quang Mục nhà ngươi rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra lời thượng nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm
Các quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi thì bảo bản thân này sẽ sát sinh làm người phạm trì xuống đốc 100 tuổi, sau đó vãng sinh về cõi lớp vô hưu xuống đốc đến số không thể tính kể, sau số sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định dạy vương Bồ Tát rằng, Đức Phật bảo ngài định dạy vương Bồ Tát rằng, Đức Phật bảo ngài định dạy, Đức Phật bảo ngài địa tạng, Đức Phật bảo ngài định dạy vương Bồ Tát rằng vị Na-hán, Đức Phật bảo ngài định dạy vương Bồ Tát rằng vị Na-hán độ phân, vị Na-hán độ quan mục thuở đó là chính là vô tận hy Bồ Tát, còn thân độ quan mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quan mục thuở là ngài địa tạng Bồ Tát. Đây vậy, trong nhiều kiếp lâu xa về trước ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà sa lối sau số lời tâm nguyện như thế, nhưng chúng sinh trong đời sau, nhưng chúng sinh không làm lành mà làm ác, những đến kẻ kẻ chẳng tin được nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lương thiện ác khẩu, bởi vì bán đại thừa, những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức, khuyên bảo quy với ngài địa tạng Bồ Tát thường trong khoảng khảnh móng tay, những chúng sinh đó đều đặng thoát khỏi báo khổ nơi ác đạo. Nếu có thể quy kính chiêm ngưỡng đảnh nguyện cùng dân cúng những y phục đồ ăn vật uống luống các thứ chân bảo, thì trăm nghìn muôn ức kiếp thường sinh vào cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng, hoặc trong hoặc lúc phương trời đã hết mà sinh chúng tướng nhân gian cũng vẫn làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp lại như được cùng người nhân quả trong các đời trước của mình. Ngài định đại vương Bồ Tát, ngài định tạo Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền như bố rộng ra. Ngài định đại vương Bồ Tát đức Phật rằng bạn đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nâng nơi oai thần của đức Phật mà tuyên lưu dẫn kinh này nơi cõi thiên phù đề làm lễ cho chúng sinh, nâng thiên lễ chúng sinh. Ngài định đại vương Bồ Tát đại đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay lại cùng đức Phật rằng đức Thế Tôn, ngài địa tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa nhẫn nại đã phát lời nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn độ chưa hết? Ngài lại còn phát ra lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng, hay thay nay vì muốn lợi ích cho chúng sinh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói rõ phương tiện của ngài địa tạng Bồ Tát ở trong, mà nói rõ phương tiện của ngài địa tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử nơi diêm phù đề ở ta vào thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng, vương bậc Đại Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe sáu phương tiện giáo báo đức Phật. Và bốn ông thiên vương rằng, từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, ngài địa tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sinh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lơ dây mãi không dứt, tín nhận đó lên ngài lại phát ra lời trọng nguyện. Địa tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề lôi thế giới ta bà trong nghìn muôn ức phương trước để giáo báo chúng sinh này. Chúng này bốn ông thiên vương, ngài địa tạng Bồ Tát được gặp kẻ sát hại là sinh vật thì ngài dạy rõ quả báo, báo với ưu mị trước mà bị chết yểu, được gặp kẻ trộm cắp thì ngài dạy rõ quả báo, nghèo khốn khổ sở, được gặp kẻ tà dâm thì ngài dạy rõ quả báo, làm chim xe sẻ được câu viên lương, được gặp kẻ nói lời thô ác thì ngài dạy rõ quả báo, cũng thuộc tình chống nhau, được gặp kẻ khinh chê thì ngài dạy rõ quả báo, không lưỡi miệng lợ, được gặp kẻ nóng giận thì ngài dạy rõ quả báo, thân hình xấu xí tàn tật, được gặp kẻ bòn chèn thì ngài dạy rõ quả báo, cầu muốn không được toại nguyện, được gặp kẻ buông nung săn bắn thì ngài dạy rõ quả báo, cốt nhục chia lìa, kẻ buông nung săn bắn thì kinh hãi điên cuồng mất mạng, nếu gặp kẻ buông nung săn bắn thì ngài dạy rõ quả báo, kinh hãi điên cuồng mất mạng, nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thì ngài dạy rõ quả báo, chúa đất chu lục, nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì ngài dạy rõ quả báo, cuồng mê đến chết, nếu gặp cha kẻ mẹ kẻ ăn ở độc ác thì ngài dạy rõ quả báo, hiện đời bị soi vọt, nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thì ngài dạy rõ quả báo, cốt nhục chia lìa, nếu gặp kẻ vì báng tam bảo thì ngài dạy rõ quả báo, đuôi điếc câm ngọng, nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì ngài dạy rõ quả báo, mãn trong ác đạo, nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ thì ngài dạy rõ quả báo, ức kiếp luân hồi nơi địa ngục, nếu gặp kẻ vu báng người hạnh thanh tịnh và vu báng tăng già thì ngài dạy rõ quả báo, ở mãn trong loài súc sinh, nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật thì ngài dạy rõ quả báo, thường mạng lẫn nhau, nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì ngài dạy rõ quả báo, cầm thù đói khát, nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của hành cách phi lý thì ngài dạy rõ quả báo, tiêu dùng thiếu hụt, nếu gặp kẻ ta tao kiêu mạng cống cao thì ngài dạy rõ quả báo, hèn hạ bị người sai khiến, nếu gặp kẻ đâm chọc gây gổ thì ngài dạy rõ quả báo, không lưỡi hay trăm lưỡi, nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thì ngài dạy rõ quả báo, thọ sinh vào chốn hẻo lánh, những chúng sinh trong chốn diêm phù đề từ lơ thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi, những điều cảm sai khác của chúng sinh trong chốn diêm phù đề ngày được tạo một tạo từng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo báo đó những chúng sinh ấy trước và chịu những quả báo như thế, sau lại phải đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi, vì thế nên các ông bậc hộ vệ người cùng bảo trợ có lớp chứa để những nghiệp chốn đó lo lắng mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ, than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng hết bổn nguyện địa tạng, đao lợi thiên cung, thần thông hiển hóa đội quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sinh cang cường, ham vui khổ vô cùng, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
ha ha ha, un sam mo di so ha ha.